Hôm nay em thích cái gì nhá? Anh chiều em tất. Em á, em thích cái gì mà chả được. Miễn là anh mua là được rồi. Mua cái này nhá. Cái này ngắn lắm, phải dài ngon cơ. Dài à? Cái này nhá. Không, cái này yếu lắm. Cái này phải thật khủng cơ. Khủng á? Khủng chắc chỉ có anh. Dây. Cái này cũng không được. Cái kia cũng không xong. Thế tóm lại là em thích cái gì? Em cái gì cũng được mà. Trời ơi. Này, thế anh có chiều được tôi không? Không chiều được á? Thì để chúng tôi chiều. Màn hình gigabyte Aorus CO49DQ. Gì? Cái gì cũng siêu khủng nhá. Lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam, Aorus cho ra mắt chiếc màn hình 49 inch QD OLED dẫn đầu xu hướng, vượt lên trên tất cả những cái kỳ vọng của một game thủ. Màn hình thì đậm chất gaming, thiết kế á thì không phải bàn. Anh chị nhìn vào xem. Vừa đáp ứng được tiêu chí siêu dài, siêu độc lạ của chị nhà, chiếc màn hình 49 inch với tỷ lệ 32:9 cho người dùng những trải nghiệm chơi game vô cực như là đang trong thế giới ảo ấy. Ngoài ra, anh chị cũng có thể chia thành hai màn hình nhỏ với tỷ lệ 16:9 nên chẳng cần trang bị hai màn hình làm gì. Aorus CO49DQ đa tác vụ với trải nghiệm siêu thực, giúp anh chị tha hồ dùng các loại chức năng mà không cần phải đổi tab làm gì cả. Vừa chơi game này, vừa stream, lại vừa thực hiện những công việc sáng tạo, anh chị hoàn toàn có thể đắm chìm vào thế giới của riêng mình với Aorus CO49DQ. Mà nếu anh nhà mình á chưa cho chị một buổi hẹn hò hoàn hảo thì hãy để chiếc màn hình này làm hộ. Chiếc màn hình với độ cong 1800R cùng tỷ lệ 32:9, mọi ánh mắt, mọi tầm nhìn của chị nhà sẽ được ôm lấy một cách trọn vẹn. Mà nhá, cong này là cong quyến rũ, không phải cong như thế kia đâu chị ơi. Cong quyến rũ, không phải cong như thế kia đâu chị ơi. Không chỉ vậy, chân đế được thiết kế siêu chắc chắn với phần khá hầm hố, đúng chất game thủ cùng đa dạng các cổng kết nối. Hai cổng HDMI này, một cổng DisplayPort, cổng USB và một cổng USB Type-C, kết nối loa, jack tai nghe nữa. Đảm bảo không giới hạn bất kỳ một kết nối nào của anh chị đâu. Mà như thế nhá, vẫn chưa là gì đâu. Chiếc màn hình này không phải Full HD, cũng chẳng phải QHD mà là Dual QHD 5120x1440 kết hợp với tấm nền OLED. Nghe thôi đã biết sắc nét và rực rỡ như thế nào rồi đúng không? Quá là mê đúng không anh chị? Chiếc màn hình này không chỉ là tấm nền OLED thôi đâu, mà còn có gam màu xám 10 bit, 99% DCI V3 cùng độ sáng 250 nits, cùng những công nghệ xịn sò như VESA Clear MR và HDR True Black 400, AMD FreeSync Pro. Yên tâm là sẽ cung cấp đủ lượng ánh sáng để người dùng xử lý tốt mọi công việc, văn phòng cơ bản hay đồ họa nâng cao. Chất lượng hình ảnh luôn ổn định ở mọi môi trường ánh sáng khác nhau. À mà, anh chị đã bao giờ nghe đến thời gian phản hồi? Có. Vâng ạ, 0.03 mili giây, chính xác từng tí một luôn. Với tần số quét 144 Hz cùng thời gian phản hồi 0.03 mili giây và Clear MR 9000 siêu khủng như thế này sẽ cung cấp cho anh chị những chuyển động cực kỳ mượt mà và thời gian phản hồi nhanh chóng. Riêng với chiếc màn hình này nhá, bóng nhòe hay mờ hình thì các anh chị hãy quên nó đi, bởi nó không thể xuất hiện trên chiếc màn hình này đâu. Nếu được, em mời anh chị thử một ván game là biết ngay ấy mà. Gigabyte Aorus CO49DQ còn trang bị các tính năng hỗ trợ gaming như là Black Equalizer, làm sáng các phần tối trong ảnh để bạn nhìn rõ hơn ở các vùng tối. Ngoài ra nhá, chị nhà cũng có thể dùng tính năng này để soi xem anh nhà mình có lén phén với con nào không, kiểu như thế này này. Cùng tính năng Unstabilizer, giảm độ mờ của hiệu ứng giật khi đang nã súng trong game FPS. Tính năng này cũng có thể giúp bạn theo dõi kẻ thù di chuyển dễ dàng hơn nhiều. Cùng tính năng Game Assist, đây là bộ chức năng OSD giúp bạn trong trò chơi. Nó bao gồm một tâm ngắm có thể tùy chỉnh, bộ đếm thời gian và các đường thẳng hàng đa màn hình. Mà chị nhà mình vừa muốn chơi game lại vừa muốn xem phim Hàn, khỏi cần mở tab ra tab vào, bởi chức năng BIP và BPP sẽ giúp người dùng có thể xem được nhiều video, nhiều nguồn video trong cùng một lúc. Không chỉ vậy, chị cũng có thể vừa livestream vừa chơi game được cơ mà. Cứ phải gọi là mướt vừa mượt luôn.
với những chiếc màn hình thông thường sẽ có độ rộng màu là 8 bit, hỗ trợ 16,7 triệu màu. Nhưng với chiếc Gigabyte Aorus CO49DQ này thì 8 bit á là chuyện lỗi thời rồi. Chiếc màn hình này được chứng nhận HDR400 cùng độ rộng màu 10 bit cho khả năng hiển thị vượt trội, chính xác và chi tiết vô cùng. Điều này có nghĩa là màu sắc trên màn hình sẽ trở nên tự nhiên hơn, độ tương phản và độ sắc nét sẽ được cải thiện, mang lại trải nghiệm xem hình ảnh thú vị hơn nhiều. Màn hình này cũng có khả năng hiển thị các biến thể màu sắc như bóng mờ và gradient, màu mượt so với màn hình 8 bit màu. Điều này rất quan trọng trong các công việc đòi hỏi độ chính xác cao, chẳng hạn như chỉnh sửa ảnh, thiết kế đồ họa hay xem phim và chơi game. Công nghệ lọc ánh sáng xanh iSafe 2.0 làm giảm các thành phần ánh sáng màu xanh phát ra từ màn hình để bảo vệ sức khỏe mắt trước những luồng ánh sáng mạnh, cùng công nghệ không nhấp nháy Flicker Free sẽ làm giảm tình trạng mệt mỏi hay khô mắt khi phải làm việc quá lâu với màn hình máy tính. Không những thế, người dùng còn có thể sử dụng phần mềm OSD Sidekick để điều chỉnh các thông số bàn phím và chuột, cho phép người dùng thấy sự thay đổi mà họ có thể điều chỉnh mà không làm gián đoạn chương trình. Việc điều chỉnh giờ đây sẽ trở nên dễ dàng hơn nhiều. Mạnh mẽ, mê tít cùng kích thước 49 inch QD OLED, tần số quét 144 Hz, thời gian phản hồi 0,03 mili-giây cùng vô vàn các công nghệ đi kèm như là AMD FreeSync Pro, Black Equalizer, PIP, BBP như thế này, anh chị chốt luôn chứ ạ? Sao bây giờ đã ưng chưa? Vậy thì em mời anh chị qua quầy thanh toán ạ. Đã không mất tiền, lại còn được cái màn hình to như này để chơi game. Lãi khai.